mặc dù tâm này không có trí tuệ. Hai kiết sinh thức, và theo sau đó là tiềm thức và tự thức. Biết cùng cảnh với tâm xử lý sau cùng của kiếp trước, vì đó là luật này không có luật tự nhiên của chức năng kiết sinh thức. Tâm biết cảnh qua sự có mặt của trí tuệ, có những thứ tâm không biết cảnh vì không có sự có mặt của trí tuệ. Thí dụ, nói đến cảnh Niết Bàn thì ngoại trừ tâm khai ý môn, thì những tâm thiền, dục giới tịnh hảo và tâm di tác dục giới tịnh hảo ly trí không biết được vì không có mặt trí tuệ. Tâm biết cảnh qua thiền chứng, các thiền xứ cũng gọi là đề mục của thiền chứng, trà ná, ngoại trừ thiền xứ của ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng, phi phi tưởng, đều là cảnh thi thiết ngay cả hơi thở hay tự thi. Nên nhớ là những thiền xứ này không phải luôn luôn có khi hành giả đạt đến những thiền chứng cao hơn, thí dụ từ các tâm nhị thiền ở lên, không còn những đề mục bất mỹ, asuha, vân vân. Hai, đối với ngũ thiền thì không có từ bi và hỷ, mà chỉ có xả vô lượng tâm. Nên nhớ rằng đây là phần cần rất nhiều thời giờ để trình bày chi tiết. Ở đây chỉ đề cập như khái niệm chung chung. Tâm biết cảnh qua năng lực siêu nhiên của tâm diệu trí. Diệu trí là thứ tâm không có đề cập khi học về 121 tâm. Đây là hai tâm ngũ thiền sắc giới. Tâm thiền ngũ thiền sắc giới với tâm di tác ngũ thiền sắc giới. Chữ diệu trí Akhisanyana chỉ cho tâm có khả năng nhiên như thiên nhiên, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, vân vân. Ngài Tịnh Sự còn gọi là tâm thông. Chữ diệu trí ở đây chỉ cho sự thiện xảo siêu nhiên của tâm định, chứ không phải là tuệ giác. Người muốn có năng lực siêu nhiên này phải có trình độ của tâm ngũ thiền. Trên nguyên tắc, tâm diệu trí có thể biết tất cả cảnh, nhưng không phải không có ngoại lệ. Có người vì nghiệp lực quá khứ có thể chứng thiên nhãn mà không chứng được thiên nhĩ. Tâm biết cảnh qua trình độ thánh trí. Mặc dù có những tâm biết được tất cả cảnh, nhưng trừ tất cả lại có trường hợp không là tất cả. Tâm diệu trí của bậc thánh thấp không thể biết tâm của bậc thánh cao hơn, một vị A-la-hán không thể dùng tha tâm thông để đọc tâm của vị A-la-hán một cách hoàn toàn. Nên biết khi gọi là tha tâm thông có nghĩa là phải thực sự đọc được tâm của người khác, chứ không phải là biết qua những dấu hiệu nào đó như thấy một người giận vì biểu lộ qua giọng nói thì không gọi là tha tâm thông. Tâm biết cảnh thi thiết và thực tánh. Đây là một điểm thường hiểu tâm bởi người học thắng pháp. Cảnh thi thiết hay chế định không phải nói tới cảnh huyền ảo do suy diễn, và cảnh thực tánh không phải là cảnh của tuệ giác nhận biết như thật. Thí dụ cảnh của tâm thiền không có, dạ con xin đọc lại. Thí dụ của tâm thiền không vô biên xứ và vô sở hữu là cảnh thi thiết trong lúc cảnh của tâm thiền thức vô biên, và tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng là cảnh của thực tánh. Vì tâm thức vô biên ấy trong không biên là thiền cảnh. Tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng lấy tâm thiền vô sở hữu làm thiền cảnh. Hư không vô biên là khái niệm chi tiết, nhưng tâm thiền không vô biên là sở tri, thì là cảnh của pháp thực tính. Tâm biết cảnh cố định và bất định. Khi đề cập đến tâm biết cảnh và cảnh được biết bởi tâm nào, luôn luôn phải lưu ý là có trường hợp cố định và bất định. Tâm nhận thức biết cảnh sắc là cố định, nhưng tâm thiện dục giới biết cảnh sắc là bất định. Tâm siêu cảnh niết bàn là cố định, nhưng tâm di tác dục giới tịnh hảo biết cảnh niết bàn là bất định. Phải đặc biệt lưu ý tại sao bất định và tại sao cố định. Bài học tiếp theo sẽ là những con số cụ thể
cảnh nào có bao nhiêu tâm biết, mà tâm nào biết được bao nhiêu cảnh. Những điểm đề cập trong bài này để chuẩn bị cho bài học tới mà không đào sâu phân tán tâm người học. Nam mô Bụt Thầy giá và chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tâm đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con cũng xin sám hối với đạo tràng. Lý do con thấy cô Tịnh Hạnh không cầm mic được nên con xin điện viết nếu con có sai trái gì điều gì, con cung thỉnh quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng ạ. Bụt Thầy nhớ kính đại lễ chư Tổ Tổ sư, đại lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như lời của thượng tọa Tổ sư đề cập trong phần dẫn nhập đó, thì lẽ ra thì trong bài đối thoại cảnh đó chúng ta chỉ có ba phần thôi, nhưng mà khi mà chúng tôi soạn đến cái phần này thì chúng tôi thấy một điểm là nếu mà chỉ đề cập đến những con số và giải thích thì nếu giải thích ít á, quý Phật tử sẽ không nắm được, nhưng mà giải thích nhiều thì nó nằm ra lạc đề. Một cái điểm mà khó cho cái người dạy thắng pháp đó, đó là nó có những cái nhánh rẽ, mà nhánh rẽ đó phải nói rất nhiều, thành ra cái bài học nó không có còn cân xứng được. Chúng ta cứ tưởng tượng là có nhiều khi một vị giảng sư giảng đó, giống như mình nói là dòng sông có chủ lưu và phụ lưu, mà khi mà cái phụ lưu mình nó quá lớn đó, thì coi nó rất là kỳ. Thì cái dòng sông chủ lưu nó phải là dòng sông lớn nhất, và những cái nhánh rẽ nó phải tương đối nhỏ. Nhưng mà khi mà giảng tới pháp thì đây là một chuyện mà vị giảng sư nào cũng đau đầu hết. Như trường hợp thiền tòa từ siêu, thì quý vị có nhiều khi không nói thì không được, mà nói tới thì quý vị nghe một hồi thì quý vị cảm tưởng như là chữ tăng đang nói sang một đề tài khác, nhưng mà thực sự nó vẫn liên quan đến đề tài chính. Vì vậy chúng tôi lại nảy sinh ra cái ý là thôi thì mình cứ thêm một bài nữa. Và bài nữa, bài này thì chuẩn bị một số khái niệm, một số cái phương diện cần đề cập đến. Cho dù mất thêm thời gian mình không có gấp, mình chạy được phong thoát không có gấp. Nhưng mà với những điều này đó thì thưa tôi kỳ sư và chúng tôi có thể trình bày theo những gì mà cần để trình bày của quý vị, chỉ cần có khái niệm thôi. Và như vậy trong bài học về chữ tâm này, lúc mà chúng ta đi vào những con số đó thì chúng ta sẽ nhắc lại một cái thưa chừng mà không phải đọc sâu lắm. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta đề cập đến cảnh của tâm. Như chúng ta biết qua hai bài học trước và các bài học này, thì đây là một đề tài không có dễ hiểu. Không dễ hiểu. Nói điều này thì chúng tôi cũng phải nhắc lại là khi mà thiền tòa từ siêu và chúng tôi còn nhỏ mà học thắng pháp đó, thì thật ra thưa quý vị, thông thường chúng tôi phải nút trọng á, chúng tôi phải nút trọng á. Ví dụ như là một bài giảng về cảnh á, thì chỉ nói đại loại sơ sơ thôi, nói sơ sơ rồi hiểu sao hiểu, rồi lúc đó phải nhớ 21 cảnh là cảnh gì cảnh gì. Hoặc phải hiểu đại loại như vậy, rồi sau này có những cái chỗ mà mình không biết thì mình mới nghe đầu này kia chút. Chứ tôi tạm gọi là đúng rất trọng, tức là không có nhai đủ và cũng không có tiêu hóa được. Và nhất là khi mà chúng tôi học với hệ tình sự á, dù ở trong giáo trình viết bằng sách hay là ngày giảng mình bằng ngày giảng ngắn lắm, nhưng mà lâu lâu ngày hỏi lại mà mình nói sai ngày đây. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng là một cái thế hệ học ông là bà, mình cũng phải cũng đề tài đó mình trở đi trở lại hoài. Bây giờ thì thứ vì một là mình giảng trên internet, và thứ hai nữa là như quý vị thấy rằng
chúng tôi cũng không có cái tính cách gì mà gọi là phải gấp gáp, mà mình phải học cho xong bài, mình không có lý do mà mình học để thì hiểu thôi. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh đầu tiên về tâm biết cảnh, thì quý vị có một số điểm mà chúng tôi gọi là điểm nhấn mà quý Phật tử nên lưu ý, là không có nhất thiết là nghe như vậy. Ví dụ mình nói cảnh sắc là được biết bởi tâm nhãn thức, và cảnh sắc là đối tượng của mắt. Có nhiều khi chúng tôi nói là cảnh sắc là cái đối tượng trực tiếp của nhãn thức, thì có chữ trực tiếp đó quý vị cũng không để ý. Nhưng mà về mặt này đó, thì chúng ta phải trở lại với cái bài về sáu môn. Và về sáu môn tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Thì lúc đó chúng ta thấy được rằng nhãn môn không nhất thiết là nhãn vật. Nhưng mặc dù có những tâm sanh xuyên qua con mắt, nhưng mà không phải tâm nó nương ở con mắt. Đây là một điểm. Chúng ta nói tâm nhãn, chỉ có tâm nhãn thức là nương nơi nhãn vật mà thôi. Nhưng mà qua con mắt, qua cảnh sắc, thì lúc đó cái con mắt đúng gọi là cửa sổ của tâm hồn. Nó hiện từ trong ra ngoài là vậy. Và có 48 tâm mà sanh xuyên qua nhãn môn. Thì ví dụ như chúng ta nói là hai tâm nhãn thức, rồi hai tiếp thu ba tâm quan sát, ba tâm quan sát, rồi ba tâm vi tác vô nhân, rồi 12 tâm bất thiện, và 24 tâm dụng vệ tịnh hảo. Thí dụ chúng ta nói như vậy, thì đó là những tâm sanh xuyên qua nhãn môn. Thế đây những tâm này, nhưng mà cái biết của nó đó, nó không có phải là cái biết trực tiếp, như là chúng tôi nói nhãn thức mà biết cảnh sắc, biết màu, biết đường nét, biết qua cái ống kính của cái đồng tử của mình, không phải vậy. Thì ở đây chúng ta phải nói một cái chi tiết, là thí dụ là trong sơ giải nói rằng một khảy móng tay tâm sanh diệt triệu triệu sắc ra, và một cái diễn tình tâm thức, tức là chúng ta gọi là một chặt mà gọi là một lỗ tâm đó, thì dài nhất là 17 sát na. Dạ, 17 sát na. Nhưng trong 17 sát na đó đó, thì cái tâm mà nương trực tiếp để biết cảnh sắc đó, thì chỉ có một thôi, đó là tâm nhãn thức. Dạ, tâm nương con mắt để biết cảnh sắc. Nói chung như chúng ta tạm gọi là giống như là cái cảm biến của mình nó trực tiếp ngay ống kính vậy đó. Tuy nhiên mà để process, để tiêu hóa, để thẩm thấu được cái cảnh sắc đó, thì thưa quý vị, tối thiểu nó cần có ba lộ tâm. Dạ, ba lộ tâm. Khi nào mà quý Phật tử mà chụp hình, mà chụp trong bóng đêm đó, thì quý vị thấy rằng cái kỹ thuật người ta là họ bấm máy, nhưng mà cái khẩu độ phải mở lớn ra, và cái tốc độ mà đóng ống kính này nó phải chậm lại để nó tiếp nhận ánh sáng. Và do vậy chúng ta thấy rằng một cái máy ảnh mà tốt, ví dụ bây giờ quý vị dùng cái iPhone 12 để chụp cảnh ban đêm đó, thì quý vị sẽ thấy rằng nó chụp chậm lại để nó có thể ghi được những cái nét, tại vì ánh sáng nó không có đủ. Thì cũng tương tự như vậy, là tuy là mình nói rằng ở trong 17 sát na đó thì có tâm nhãn thức, rồi tứ ban độ có kháng ngũ môn, rồi nhạc thức, rồi tiếp thu, rồi chúng ta nói là tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định, rồi mới tới tâm xử lý. Nhưng cho dù tới tâm xử lý rồi, nó cũng phải lặp đi lặp lại cái diễn trình đó, tối thiểu là ba cái chặt như vậy, ba cái diễn trình như vậy, thì cái cảnh bắt đầu nó mới thực sự là tương đối rõ đối với tâm mình, bắt đầu chưa kể nhiều thứ khác. Thành ra ở đây thì chúng ta không nên hiểu là tâm biết cảnh sắc chỉ có tâm nhãn thức, mà tất cả những cái tâm mà sanh xuyên qua nhãn môn và cái cửa mắt á, đều là tâm gọi là tâm biết cảnh thức, bằng cảnh sắc. Ví dụ như là tâm tham, tâm sân, tâm si,
như tỉnh thảo và cũng biết được cảnh sắc, nhưng cái biết của nó là khác với cái biết của nhận thức. Và mặc dù chúng ta nói biết là biết cảnh sắc, chúng tôi nhìn thấy một đóa hoa thực dược, một cái bông hoa thực dược nở phía trước, không phải chỉ có tâm nhận thức biết thôi, mà những tâm khác cũng biết. Nhưng mà cái biết của những tâm khác nó lại không, nó không phải là chúng ta gọi là cái cảnh sắc trực tiếp như là tâm nhận thức. Ở đây chúng ta phải phân biệt là khi nói đến cảnh sắc bao nhiêu tâm biết, thì mình phải dựa lên trên cái gọi là những tâm nào sanh qua nhãn mục. Và học đoạn này thì chúng ta mới trở lại, mình mới thấy được là tại sao mà lại nói đến là sáu thức rồi phải nói đến sáu môn. Sáu môn rồi ngày bài học tiếp theo chúng ta có nói đến sáu vật nữa, nhắn ở sáu vật nữa. Thành ra nó, nhưng mà học kỹ thì mình mới thấy rằng tại sao Thắng Pháp đòi hỏi chúng ta phải có sự chính xác, không thể nói chung chung mình tâm biết cảnh sắc hay là tâm nương nhãn vật hay là tâm nhãn thức, đó là một, không phải những cái chuyện đó nó hoàn toàn khác nhau. Tâm sinh qua nhãn môn là khác, mà tâm nhãn thức là khác, mà tâm nương sắc nhãn vật là khác. Những cái đó chúng ta phải hiểu nó từng khía cạnh, và nó có những cái cạnh trồng lớn, có những cái cạnh mà nó đâu ra đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói rằng khi mà mình học về tâm biết cảnh thì chúng ta phải để ý đến cái gọi là môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, vân vân. Bây giờ chị xin lỗi quý vị, chúng tôi nói hơi chúng tôi nói chúng tôi không có nhìn bài học. Trước bài học chúng tôi có tâm là năng tri và sở tri. Dạ, năng tri, sở tri. Cái năng tri, sở tri, cái đó là cái mà quý vị phải để ý. Năng tri là cái biết, và sở tri là cái bị biết hay cái được biết. Dạ. Ví dụ bây giờ tâm nhãn thức là năng tri, mà cảnh sắc là sở tri. Dạ, cảnh sắc sở tri. Thì khi mà chúng ta đi vào ở đây, nó có một vài trường hợp mà mình lấy một ví dụ như là tâm đáo đại và cảnh đáo đại nó khác nhau. Yeah, tâm đáo đại thì tâm thiền là tâm đáo đại. Yeah. Nhưng mà khi mình nói đến cảnh đáo đại đó, thì phải là cái tâm thật sự đọc được tâm thiền, thấy được tâm thiền. Thì chỉ có ở đây ngoài trừ thiên tâm khác là chúng ta không được gặp. Nhưng như là người ta tu thiền á, mà nếu đạt đến thiền vô sắc đó, thì tâm không vô biên là cái tâm quán chiếu cái thiền xứ. Quán chiếu thiền xứ là hư không là vô biên. Thì cái đó nó không phải là, nó chỉ là một cái thi thiết. Nhưng mà khi nó thức vô biên á, thì là cái tâm nhìn lại tâm không vô biên. Và khi nó nhìn lại tâm vô biên thì nó nói hư không không hẳn là vô biên, tại vì hư không còn bị thức biết. Như vậy thức mới biết mới là vô biên. Nhưng mà cái thức vô biên nó dựa trên cái nhìn ở tâm vô biên. Thành ra cái thức vô biên là tâm biết tâm không vô biên, cũng như tâm vô sở hữu, đó là một khái niệm, không có chi là một khái niệm. Nhưng mà cái tâm phi tưởng, phi tưởng là cái tâm nhìn lại cái tâm vô sở hữu. Thành ra nói rằng có tưởng cũng tức là không có tưởng, nhưng mà cũng phải là không có tưởng, và phi tưởng, phi tưởng. Thì ở đây đó, cả bốn tâm vô sắc đều là tâm đáo đại. Nhưng mà ở trong bốn tâm này đó, thì hai cái thứ tâm là ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng, phi tưởng, gọi là tâm biết cảnh đáo đại. Nó vừa tâm đáo đại vừa là biết cảnh đáo đại. Còn ba cái tâm không vô biên và ba tâm vô sở hữu thì nó được xem là tâm đáo đại, nhưng mà không phải là tâm nó không phải là tâm biết cảnh đáo đại. Thì quý Phật tử khi học qua Thắng Pháp đó, cái năng tri và sở tri rất là quan trọng. Và mình nói tâm đáo đại là khác, mà cảnh đáo đại là khác, không nên có một cái sự nhập nhằng trùng lập. Mai mốt mà khi quý vị học về duyên đó, thì chúng ta sẽ nói rất nhiều về cái năng và sở. Tại vì ở trong duyên thì chúng ta nói năng duyên và sở duyên, và lúc bây giờ giữa cái năng và cái sở nó phân biệt rắc rối hẳn hồi lắm. Thực ra thì thỉnh thoảng có rất là nhiều đề tài ở đây mà Thượng Tọa Từ Siêu giảng, mà Thượng Tọa không có cách nào khác, Thượng Tọa phải đem duyên hệ ra mà giảng. Thì chúng tôi biết rằng nhiều khi quý vị không có tiêu hóa được nhiều về cái duyên hệ,
Đó là một đề tài gọi là vô cùng quan trọng và rất là thâm sâu của Thánh Pháp. Nhưng mà phải nói rằng ở trong duyên hệ đó, thì năng duyên và sở duyên rất là quan trọng. Ở đây chúng ta không nói đến năng duyên và sở duyên chung, mà chúng ta chỉ nói đến cái năng tri và sở tri. Thì thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi đã nói về tâm biết và sáu môn rồi. Và chúng tôi chỉ nhắc lại câu là cái tâm mà biết qua con mắt, từ cái tâm biết cảnh sắc á, không phải chỉ cái tâm nhận thức, mà tâm biết cảnh sắc á, nó có tất cả những 48 tâm sanh qua nhãn mục. Cái đó là cái mà quý Phật tử nên lưu ý. Và bây giờ thì chúng tôi nói về tâm biết cảnh qua chức năng, thì cái này nó có nhiều cái chuyện hơi rắc rối. Chúng tôi rắc rối là tại vì chúng tôi phải nói hơi dài dòng một chút. Dài dòng một chút. Chúng ta có học về những cái chức năng, 14 chức năng như là kiết sanh thức, rồi tiềm thức, rồi tự thức, hay là tiếp nhận, kiểm tra, xác định, rồi xử lý, dư hưởng, hay là những cái chức năng thấy, nghe, ngửi, tiếp đụng, vân vân. Thì cái chức năng cũng là qua cái chức năng đó, nó lại đề cập đến cảnh, và cái này là trái mà chúng ta phải biết. Ví dụ như có một cái chức năng gọi là khai ý môn. Khai ý môn hay là tâm khai ý môn, nó cũng là một việc tâm xác định. Cái này khi mà học về những trình tâm thức chúng ta sẽ đề cập. Nhưng mà tâm khai ý môn ấy, thì nó lại biết cùng cảnh với tâm xử lý. Bây giờ cái tâm xử lý là tâm biết cảnh niết bàn, thì tâm khai ý môn cũng phải là tâm biết cảnh niết bàn. Tuy nhiên ở đây nó có điểm lắc léo là ở đoạn sau quý vị sẽ nghe nói là những cái tâm biết cảnh niết bàn phải là tâm hợp trí. Nhưng mà tâm cái ý môn nó không có trí, nó không có cái thuộc tính về trí tuệ, nó là tâm vô nhân. Nhưng mà nó vẫn biết cảnh niết bàn. Tại vì sao? Tại cái chức năng của nó là khai ý môn. Dạ, nó chức năng khai ý môn. Cũng giống như là chúng ta nói như vậy là mình muốn gặp tổng thống, muốn gặp một nhân vật quan trọng đó, là phải có một người là phải là một người quan trọng. Nhưng mà cái ông mở cửa ra vào thì cái ông không phải là nhân vật quan trọng. Nhưng ông cũng gặp gỡ được Đức Giáo Hoàng, cũng gặp gỡ được Tổng thống Mỹ, gặp gỡ này kia. Nhưng mà cái gặp gỡ của ông đơn thuần là ông là người mở cửa. Thành ra có những cái trường hợp á, mà nói ủa, sao mà nói rằng gặp nhân vật quan trọng thì mình phải là nhân vật quan trọng, cái đó mình nói chung. Nhưng mà cái trường hợp ông gắt cửa thì mình không có tính được, tại vì ông làm việc cái chức năng. Nhưng mà cái chuyện mà rắc rối khác mà chúng ta phải hiểu á, là có những cái luật mà nó hoàn toàn là do cái định lý về tâm thôi. Và ví dụ như chúng ta nói tâm kiết sanh, và kiết sanh tức thì mình hỏi rằng tâm kiết sanh là cái tâm khởi đầu kiếp sống đó, thì cái tâm mới biết cảnh gì? Tại vì tâm kiết sanh biết cảnh gì thì cái tâm tiềm thức cũng biết cảnh đó, mà tâm tự biết cảnh đó. Thì ở đây nó có một cái lộn xộn mà quý vị phải để ý đó, là cái tâm kiến sanh đó, nó biết cái đồng cảnh với cái tâm xử lý sau cùng của kiếp sống. Tâm xử lý, hay thường thường quý vị nghĩ tới tâm động lực, động tốc, tâm xử lý sau cùng, tức là cái lộ tâm cuối cùng của kiếp sống này á, cái lộ tâm đó, cái diễn trình tâm đó, nó có cái tâm xử lý. Và tâm xử lý biết cảnh tâm nào, biết cảnh nào, thì cái tâm kiến sanh thức của kiếp kế tiếp theo nó phải biết cảnh đó. Và bây giờ cái tâm xử lý cuối cùng kiếp sống đó, nó biết cảnh nào? Thì có lẽ quý vị cũng nghe Chiên Tăng nói rất là nhiều lần là nó biết ba cảnh. Ba cảnh đó là nghiệp là căm bá, và nghiệp tướng là căm bá niêm tá, và thú tướng tức là cái cảnh giới tái sanh, tức là cái biểu trạng của thành của cảnh giới tái sanh. Thí dụ như là một cái người mà ở trong gần giờ phút lâm chung đó, và có thể là cái tâm cuối cùng nó là chặn lại những cái hành động họ đã từng làm,
như là giết cha giết mẹ, như là sát sanh trộm cướp, như là bố thí cúng dường, những việc gì mà họ làm trong đời sống, mà vì cái việc đó là thường nghiệp, tức là làm thường làm, hay là vì việc đó là trọng nghiệp, tức là việc mà nó có gây cái ấn tượng lớn, hoặc giả là vì việc đó là cận tử nghiệp, tức là xem vào giờ chót. Dạ, thí dụ như giờ chót và cuối cùng họ gặp được chư tăng, hay cuối cùng họ thấy được hào quang Đức Phật vân vân, thì cái nghiệp tướng là hiện ra. Dạ, cái nghiệp hiện ra nó tràn trở lại. Ý nghĩa là ở trong đời sống này, từ lúc chúng ta sanh ra cho đến chúng ta mạng chung đó, ở khoảng giữa đó mình tạo rất nhiều nghiệp, quý vị nhớ không? Tạo một số nghiệp, nhưng mà sẽ nhưng mà có khi có một số nghiệp nào đó nó chặn lại, tại vì nó quá mạnh, hay là tức là việc đó mình làm mình rất là hoan hỷ, hay là việc đó là mình làm thường xuyên, gọi là thường nghiệp, mà cũng có khi nghiệp nó xuất hiện bây giờ đó, gọi là cận tử nghiệp, thì cái đó chúng ta gọi là thấy nghiệp. Rồi thấy nghiệp tướng, nghiệp tướng tức là nó không hẳn thấy hành động, nhưng mà nó thấy những cái hiện tượng liên quan tới hành động. Ví dụ người ta nói là thầy giáo thấy cục phấn, thấy bảng đen, hay là một người đồ trẻ thì thấy con dao, hoặc chả là người làm vườn thấy cái cào, cái cuốc, cái sẻng chẳng hạn. Cái chúng ta gọi là kamma nimitta, tức là những cái hiện tướng mà nó không hẳn là đối với nghiệp, nhưng mà nó tồn động lại là do cái nghiệp mà ra, thì đó là cái đó chúng ta gọi là kamma nimitta. Rồi có một cái thứ ba gọi là thú tướng, là các cái nimitta. Dạ, khi mà chúng ta nói nimitta thì chúng ta nói là một cái biểu hiện chứ không phải là toàn cảnh. Thí dụ như là một người sanh về cõi trời, sanh về cõi địa ngục, sanh về cõi người, thì nó lại có những cái cảnh mà nó biểu hiện cho cảnh đó. Ví dụ như lửa nóng, có những người chót thấy lửa nóng, hay có người vào giờ chót thấy lâu đài, thấy thiên cung, thấy càn hoa tươi đẹp, hay là có những người thấy cứu mẹ, thấy những cái sinh hoạt của là người, nó có những cái biểu tượng nào đó. Dạ, mà do của cảnh giới tái sanh thì cái đó gọi là thú tướng. Chữ thú ở đây đó, giống như chúng ta nói là thiện thú, ác thú, sanh thú, thú là nơi chốn là cõi, chứ không phải là một thú vật. Thì ba cái cảnh này, và nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng đó, nó xuất hiện trong cái diễn trình tâm cuối cùng của đời sống. Dạ, diễn trình tâm cuối cùng đời sống. Và cái tâm xử lý ở trong diễn trình đó, nó biết cảnh nào, thì cái tâm kiết sanh thức ngay trước sau đó, gọi là sanh báo nghiệp đó, ngay trước sau đó, ngay trước cái cùng, thì nó lại chiêu cảm cái đó, tức là cái kiết sanh thức đó, nó lại đồng cảnh với cái tâm, với cái tâm xử lý cháu phá đá sau cùng của kiếp trước. Và cái kiến sinh thức đó, nó biết cảnh nào thì nó sẽ lưu lại trong tâm như một thứ tàn thức. Và tàn thức tức là nó ở đây nó phải là chứa đựng thì kiểu tàn thức của lại gia, nó một phần giống như vậy, nhưng mà đại khái nó là một sự lặp đi lặp lại cái cảnh đó. Cái kiến sinh thức cảnh nào thì tìm thức bằng cảnh đó. Dạ, và tìm thức cảnh nào thì tâm tưởng bằng cảnh đó. Thì như vậy chúng ta nói rằng cái cảnh này nó được biết là qua cái chức năng, và qua chức năng, tại vì nó là kiến sinh thức, thành ra nó phải giữ lại cái hình ảnh của cái gọi là tâm xử lý sau cùng của kiếp trước. Và bởi vì nó là tiềm thức, thành ra nó phải giữ lại cái cảnh của tâm, của cái gọi là kiến sinh thức. Và bởi vì nó là tưởng thức, thành ra nó giữ lại cái cảnh của tiềm thức. Cái này chúng ta nói đến chức năng thì quý Phật tử cũng nên lưu ý, nó cũng là một cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta rất cần biết đến. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến một cái khác là có ba cái yếu tính mà nó chi phối về cái tâm biết cảnh, là trí tuệ,
Dạ, trí tuệ. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là những cái tâm dùng giới tịnh hảo ly trí, những cái tâm thiện dùng giới tịnh hảo ly trí, và những cái tâm duy giác dùng giới tịnh hảo ly trí, tức trong đời sống hàng ngày của vị A-la-hán. Thí dụ vị A-la-hán ngày sáu lợi Phật chẳng hạn, mà khi ngài quán chiếu niết bàn đó, ngài thấy niết bàn đó, thì ngài không thể quán chiếu bằng cái tâm ly trí được, ngoại trừ có một thứ tâm đi theo tâm ly, đó là tâm ly trí biết niết bàn, đó là tâm khai ý môn. Hồi nãy chúng tôi nói khi môn như người gác cửa thôi, tại niết bàn không thể là cái cảnh của tâm ly trí. Và cái tâm khai ý môn không kể, tại vì nó là gác cổng mà, gác cửa, mở cửa thì phải tự nhiên phải thấy ông lớn rồi. Nhưng mà để gặp ông lớn phải phải là một vị, phải là một nhân vật quan trọng, phải gặp những nhân vật quan trọng. Dạ, về điểm này chúng ta nên để ý. Thật ra trong tám tâm đại thiện và tám tâm đại tố, tức là nói tám tâm đại thiện tức là tám tâm dục giới tịnh hảo đó, thì chỉ có bốn tâm hợp lý, và trong tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo thì chỉ có bốn tâm duy tác hợp lý ở trong số tám tâm đó là biết được biết bằng. Tại vì sao? Tâm lý trí không thể chỉ biết bằng. Cái này là cái cũng ngoại lệ, nhưng mà khi mà quý vị học sang đoạn này rồi đó, thứ năm thì chúng ta nói những con số thì quý vị sẽ rất là dễ, rất dễ dàng để hiểu. Thành ra nó có những cái cảnh mà nó không thể biết bằng năm, biết bằng không có trí tuệ được. Dạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói thêm về những cái tâm thiền. Dạ. Phần này thì đa phần chúng ta chỉ nói đại loại, nói qua loa, như là chúng ta nói về đề mục của thiền chỉ, chúng ta nói có 40 đề mục thiền chỉ, nhưng mà căn bản thì chúng ta chỉ có 28 đề mục thôi. Có những đề mục chỉ đắc tính cận định như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và vân, thì chúng ta không kể. Thì trong những đề mục này có những đề mục như là ở đây chúng tôi dùng chữ đề mục, thì thật ra phải nói rằng cái này nó không có chính xác. Chữ đề mục này là tôi xài theo danh từ mà ngày xưa các ngài bên Nam Tông thường hay xài. Ví dụ đề mục đất, đề mục này ở trong cái tiếng Việt của chúng ta, chữ đề mục á, nó được hiểu cách khác. Ở đây chữ đề mục á, cái chữ kamathana mà có khi quý vị gặp sư trưởng đọc sách, sư trưởng gọi là chiếu kiến nghiệp xứ, chiếu kiến nghiệp xứ kamathana gì chiếu kiến nghiệp xứ, nhưng mà chúng ta gọi là thiền cảnh, hay là như ví dụ như ở trong thiền tông họ có chữ là công mãn. Dạ, công mãn. Và ở đây chúng tôi tạm gọi là thiền cảnh, tức là cái như mình dùng đất nước lửa gió là cái thiền cảnh của tâm thiền. Thì trong 28 cái thiền cảnh đó, có những cái thiền cảnh mà hành giả có thể giữ rất lâu, ví dụ như là 10 kasina, đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng vân vân. Nhưng mà có những cái thiền cảnh đó, như là về những cái thiền cảnh tử thi, người ta dùng những cái hình ảnh của tử thi làm cái đối tượng, tại vì cái xác chết đó, nó cho chúng ta một cái ấn tượng rất là mạnh, và dựa trên xác chết đó người ta khai triển đó, thì cái đề mục về tử thi ta gọi là đề mục nó là những cái thiền cảnh tu tập, hay là như là chúng ta nói về 32 thế trường chẳng hạn. Dạ, bao tóc rồng ống răng da vân vân, thì những cái này đó nó tương đối thô, và khi mà tu tập nó chỉ tồn tại ở cái mức độ của tâm sơ thiền thôi. Dạ, tâm sơ thiền, tại nó phải có tầm có tướng, và khi mà lên tới tâm nhị thiền rồi thì nó không còn, thì nó không còn nữa. Hay là mình nói là bốn cái phạm trú từ vi hỷ xã, thì từ sơ thiền cho đến tứ thiền thì không có xả, tại vì từ sơ thiền tứ thiền nó chỉ hỷ lạc, nhưng mà lên tới ngũ thiền thì nó lại chỉ có xả chứ không có từ bi và hỷ. Dạ, không có từ bi hỷ. Mấy cái này là cái chúng ta phải lưu ý, mặc dù mình nói chung chung là đây là thiền cảnh, đây là những đối tượng để mà gom tâm, nhưng mà qua các thiền chứng thì nó lại khác đi. Dạ. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói về cái thiền chứng không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng đó,
nó lại có cái cảnh là cảnh thực thực cảnh thực tướng, tức là cảnh chân đế, có những cảnh thuộc về thi thiết là tục đế, có những cảnh nó thuộc về cảnh đạo đại, có những cái không gọi là cảnh đạo đại, có những cảnh đó nó là cảnh phi thời, và do cảnh phi thời thì có những cái như là thức vô biên hay là phi tưởng nó bị cảnh quá khứ, có những cái cảnh ngoại thời, có cái bản cảnh quá khứ. Thì ở đây nó nhiều dựa trên thiền chứng. Về điểm này chúng tôi phải nói rằng tại sao mà ở trong thánh pháp và những học thánh pháp phải biết và biết một cách toàn diện, là tại vì nếu mà không có tính và không có biết hết những cảnh đó thì chúng ta không hiểu được bài học. Khi mình học kinh tạng á, cái đề tài nào có vẻ như là nó hơi lạ lạ chút xíu, mình không để ý. Ví dụ như chúng tôi có quen với nhiều vị sư đó, suốt cả đời không bao giờ để ý đến là những cái bậc A-la-hàm như là trung gian niết bàn hoặc cái gì chẳng hạn, hay là những cái vị mà thuộc về chúng ta nói là cái nào mình nghe nó hơi lạ lắm, là ô cái đó nói về cảnh thiền, cái đó nói về cái cảnh siêu thế, thì là thôi mình đừng để ý làm gì, nó có lợi gì, mình để ý trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà khi mình học cái thắng pháp á, về những điểm này mà mình không để ý đến thì thật ra mình không thể học bài được, không thể đi xa hơn được. Nó có cái kẹt, hay là ví dụ như bây giờ quý vị nghe đoạn kinh sư nói về duyên, duyên hệ, và nói duyên hệ thì nó duyên hệ đó, nó không thể nào mình thích cái gì mà nói cái đó, mà nó phải nói đến rất là nhiều cái giai tầng khác nhau của bài học. Thì bài học ngày hôm nay là một ví dụ, là khi mà chúng ta học về cảnh thì chúng ta nên biết về các cái thiền chứng, nó có dự vào phần và cũng thời bốn phạm trúng, nhưng mà có những tầng thiền lại không có xả vô lượng tâm, có những tầng thiền không có đối tượng của từ bi hỷ. Và thì nó có chuyện gì, nó đơn giản như vậy, là tại vì tâm ngũ thiền là xả niệm thanh tịnh rồi, thì nó không thể nào có cái lấy cái đối tượng chúng sanh hạnh phúc, chúng sanh đau khổ là đối tượng được. Trong lúc đó thì những cái tâm thiền khác như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền nó không thể lấy cái xả vô lượng tâm để làm thiền cảnh được. Nói chung là đối tượng của xả vô lượng tâm chứ không phải xả vô lượng tâm được. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Và ở đây đó, khi mà mình học vào điều rằng những cái thiền cảnh, hay là những cái, xin lỗi, những cái thiền xứ này, những thiền xứ đó nó có một cái chi phối nhất định ở trong cái cảnh nào, biết tâm nào, và thông thường thì chúng ta nói chung chung thôi, nhưng mà khi mà mình học thắng pháp thì mình bắt buộc phải đi vào chi tiết. Và những điều này đó, thứ vị thường là chúng ta phải nói đi nói lại, nghe đi nghe lại rất là nhiều. Ở đây thì chúng tôi có đề cập và lát nữa có thể thì tuần sau cũng sẽ trở lại. Và quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao đi vào những chi tiết này, tại vì không đi vào những chi tiết này, khi mà chúng ta qua bài học về tiếng tâm này chia rằng mỗi cảnh có được bao nhiêu tâm biết và một tâm có thể biết bao nhiêu cảnh, thì chúng ta không phải đầu sâu, không phải ngỡ ngàng. Và nếu chúng ta có đề cập và lát nữa có thể thì tuần sau cũng sẽ trở lại. Và quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao đi vào những chi tiết này, tại vì như tâm biết và một tâm có thể biết bao nhiêu cảnh, thì chúng ta không phải đầu sâu, không phải ngỡ ngàng. Và nếu chúng ta không có giải thích rõ, không có nói đủ, nói để hiểu, thì thưa quý vị, bài học nó trở nên vô ích. Tại vì sao vậy? Bài học rất là quan trọng mà chúng ta nghe chúng ta không hiểu gì hết, mà giải thích, mà nếu giải thích như nãy giờ chúng tôi nói mà qua bài học thì những con số nó sẽ giống như quý vị sẽ bị đi lạc đề, không đi quá xa về chuyện gì chúng ta không hiểu được. Nên ở đây khi mà chúng ta nói đến tâm biết cảnh qua thiền chứng, thì chúng ta nhớ rằng thiền chứng là một ở trong những lãnh vực khiến cho tâm biết cảnh, cảnh được tâm biết rồi, phải đặt lại vấn đề và đặt cho rõ. Thì ở đây chúng tôi không có ý là đào quá sâu, tại vì nó phải là một đề tài khác. Nhưng mà trong cái thiền xứ mà mình đề cập tới tại đây, thì qua một vài ví dụ thì quý vị cũng thấy rằng tại sao có những thiền xứ mà nó không có tồn tại nhiều, tồn tại lâu. Thí dụ có những thiền xứ nó có thể tồn tại ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay cả thưa quý vị, có một chuyện rất là thú vị là
mình nghĩ hơi thở nó rất thực, nhưng mà đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì hơi thở nó vẫn là thi thiên. Cái này chưa được sợ nói sao, nhưng mà trong những thiền cảnh, thiền xứ đó, và ở trong các thiền chứng mà nói thiền xứ đó, là chúng ta phải nói cảnh nó hoàn toàn khác. Đây là một trong những cái rất là đặc biệt của Thắng Pháp Abhidhamma. Và bây giờ còn có một cái phiền khác nữa mà chúng ta nói ở tại đây, đó là cái tâm gọi là tâm diệu trí. Dạ, chỉ diệu trí. Diệu trí ở đây không phải là tuệ giác như quý vị nha. Dạ, khi mà chúng ta nói Abhijñāna, mà đôi khi chúng ta dịch là Abhijñāna vì là thần thông. Dạ, thần thông thì cái chữ thần thông ở đây cái nhiều khi chúng ta hiểu cái chữ ít chữ, tức là cái khả năng biến hóa đó là một trong sáu thông đó, thì nó cũng không phải. Cái chữ diệu trí ở tại đây là nói chung cho những cái khả năng siêu nhiên, như là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, biến hóa thông, v.v. Thì cái chữ Abhijñāna có nhiều khi dịch là thắng trí hay là diệu trí. Ngày gọi thượng hữu tô ân sự thì hay dịch là tâm thông, tâm thông. Thì khi mà mình học ở 121 tâm á, thì không có cái tâm nào gọi là tâm diệu trí hết. Dạ, không có tâm nào quý vị nghe nói về tâm thông hết. Nhưng mà kỳ thực hai cái tâm diệu trí, tức là hai tâm ngũ thiền, tâm thiện ngũ thiền sắc giới và tâm duy tác ngũ thiền sắc giới. Tại sao đó là tâm ngũ thiền? Là phải một vị nào tu thiền là vị có thần thông. Mà tu thiền đó, mà muốn cái thần thông phải qua một quá trình gọi là luyện thông. Dạ, gọi là luyện thông. Thì cái luyện thông này đó, nó là chúng tôi tạm thấy ví dụ là những vị mà học ở bên Mỹ, học ra làm nha sĩ, làm nha sĩ là một lẽ mà muốn đi dạy là nha sĩ thì họ phải học thêm chương trình fellowship chẳng hạn, học thêm 2 năm nữa là fellowship vân vân. Thì khi học ở môi trường đầu ra họ mới đi dạy được. Thì một vị chứng ngũ thiền không nghĩa là vị đó có thành công. Dạ, một vị chứng ngũ thiền vị đó phải luyện thông, và do luyện thông thì vị mới chứng đắc. Nhưng mà khi luyện thông á, không có nghĩa là hệ đắc thì đắc ngũ thông được hay lục thông được, mà ví dụ như Sư Đắc Khát Tá đã từng đắc được ngũ thiền, từng chứng được thiên nhãn nhưng mà không chứng được thiên nhị, bởi vì do cái nghiệp quá khứ chi phối. Là đó là một người đã từng làm quý bộ, làm hỏng cái màn nhĩ nguyên Phật độc giác, và do cả ác nghiệp đó, do đó không thể bao giờ có thể chứng thiên nhị không được hết, để do cái nghiệp lực chi phối. Tại trong trường hợp này có thể bất định, không phải là khi mà mình hiểu là bởi vì đó là diệu trí nên có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể biết được chân đế, thi thiết, có thể biết được danh pháp, sắc pháp, vân vân. Mình nói như vậy nhưng mà nó vẫn có những cái ngoại lệ. Và mặc dù khi mình nói đến diệu trí thì nó không, nó có thể gần như biết tất cả, nhưng mà tất cả không có nghĩa là tất cả. Trong trường hợp này phải rất là cẩn thận. Rồi bây giờ đó, chúng ta cũng tới thêm một việc nữa, nó cũng liên quan đến diệu trí, nhưng mà nó lại bước qua một phần khác. Do đó chúng ta để riêng phần gọi là thánh trí. Thánh trí tức là chúng ta nói là những cái bậc thánh như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là chúng ta nói về tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Mặc dù mình nói thí dụ một người tâm diệu trí có tha tâm, dạ, có tha tâm, nhưng mà có tha tâm thông là một lẽ, dạ, nhưng mà biết được tâm vị khác á, nó lại là nó cũng dựa vào trình độ nữa, dạ. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, cái biết của ngài về tâm của Đức Phật, ngài có tha tâm thông, ngài Mục Kỳ Liên có tha tâm thông, nhưng mà không có nghĩa là ngài có thể đọc được tâm của Đức Phật. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi
nói lan man qua một cái phần tiếp theo á, và một cái tiếp theo một chút đó là về tha tâm thông. Cái tha tâm thông mà mình nói ở tại đây tức là mình đọc và thật sự đọc được tâm của người khác. Dạ. Ví dụ bây giờ chúng tôi viết một bài về thắng pháp, mà thường tòa từ siêu đọc qua bài thắng pháp này thì cái đọc của thường tòa từ siêu đó, nó rất là khác với một người mà không học về thắng pháp mà đọc cái bài mà chúng tôi viết. Tại vì sao? Thường tòa từ siêu là một người chuyên về thắng pháp, đọc bài chúng tôi viết thắng pháp thì nó thường tòa đọc thường tòa hiểu khác. Còn như chúng ta đời sống hàng ngày á, mình thấy người đó nói những lời nói rất là phẫn nộ, nói những lời nói chửi bới độc ác, thì lúc đó mình biết rằng người này đang có cái tâm phẫn nộ. Thì cái biết của mình nó không phải là tha tâm thông. Cái biết đó là cái biết qua cái biểu thị của cái lời nói. Người ta đỏ mặt tía tại hay là người ta nói giữ nặng lời, thì cái đó mình không nên nói rằng tôi đọc được tâm người khác. Cái chuyện mà ta hay nói quá lời nó đi guốc trong bụng người khác á, thì thật ra muốn thật sự đi guốc trong bụng là phải có tha tâm thông, mà gọi là cái trình độ của đi guốc trong bụng tức là mình biết rõ cái ngõ ngách, biết rõ suy tư của người khác đó, thì nó phải là nó là một cách đọc khác. Còn cái mà chúng ta qua một bài cái biểu hiện là chúng ta đọc khác. Vì vậy ví dụ như là trường hợp Tôn Giả Ananda thấy Đức Phật ngài có một cái cử chỉ biểu lộ gì đó, tôn giả trải cái chỗ nằm cho Đức Phật, biết là Đức Phật ngài muốn ngồi muốn nằm, trải toàn cụ Đức Phật, thì cái biết của Tôn Giả Ananda không phải là tha tâm thông, đừng nghĩ tha tâm thông. Có những trường hợp là Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý, và Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý cảm nhận được rằng Đức Thế Tôn ngài đang có cái ý nghĩ là không biết giáo pháp vi diệu thâm sâu ngày giác ngộ giảng ra chúng sanh có hiểu hay không. Thì Phạm Thiên Sa Bát Tý hiện trước Đức Phật để bạch, thì cái biết đó không hẳn là cái biết hoàn toàn của một cái vị không phải là bậc chánh đẳng giác, biết bậc chánh đẳng giác. Hay là khi Đức Thế Tôn ngày sắp liên tịch thì ngày Anuruddha có thể dùng một cái thi nhật cảnh của mình để là đang nhập sơ thiền, sức sơ thiền, nhập nhị thiền, chứng nhị thiền, tức là liên thiền, rồi từ thấp lên cao, cao xuống thấp. Nhưng mà không có nghĩa là tôn giả Anuruddha có thể đọc được hết tâm của Đức Phật, bởi vì tâm vị chánh đẳng giác không đọc được. Ở đây cái đọc á, nó có nhiều trường hợp lắm. Như trường hợp chúng tôi nói trong cuộc sống hàng ngày, mình gọi là hiểu nhau, gọi là hiểu nhau về mức độ tri kỷ ấy, nó khác với cái hiểu bình thường. Bình thường là ví dụ có người nào đó họ đói bụng, họ đang đi lục sục sọt tủ lạnh, mình nói anh đói bụng hả, tôi nấu mì cho anh ăn, thì cái đó là mình nói rằng mình cũng đọc được tâm người đó. Nhưng mà cái đọc đó ở chừng mực đó thôi, chứ không phải là mình đọc được hoàn toàn. Nên đừng nghĩ rằng ngài Anuruddha ngài đọc được tâm của Đức Phật có nghĩa là ngài đọc hoàn toàn, hay là Phạm Thiên Sa Mất Tiếp được tâm của Đức Phật hoàn toàn, không phải như vậy. Thì ở đây chúng ta nói về cái thánh trí ấy, là một vị A-la-hán đọc được cái tâm của vị A-na-hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Huệ. Nhưng mà vị A-na-hàm không được tâm vị A-la-hán, và vị Tư Đà Hàm không đọc được tâm vị A-na-hàm, cái vị Tu Đà Huệ không đọc vị tâm Tư Đà Hàm. Đọc ở đây chúng ta nghĩ là đọc thật sự là đọc, chứ không phải là dựa trên những cái dữ kiện mà đoạn thành ra. Cái thánh trí nó cũng có một cái chừng mực nào đó. Dĩ nhiên không phải là tất cả những gì mà Đức Phật ngài suy nghĩ đều là hoàn toàn không đọc được. Ví dụ như có một lần Đức Thế Tôn ngài ngồi ở trong một cái tăng hội trong ngày Bồ Tát ngày rằm. Và thường thường khi Đức Phật tăng hội như vậy thì ngài tuyên đọc giới bổn. Nhưng bữa đó Đức Phật ngài không tuyên giới bổn, ngài im lặng. Thì tôn giả một Tiền Liên thấy đã lâu mà Đức Thế Tôn chưa có bắt đầu rồi, thì tôn giả đọc lên tâm Đức Phật là ở trong cái số chư vị tỳ kheo có một vị không có thanh tịnh về giới, mà chư Phật
không bao giờ mà tụng giới bổ ở trong một cái tăng hội mà có người mà giới bổ giới không trong sạch, và không có, tại Đức Phật thì không đọc. Thì tôi giới một kiện liên đến yêu cầu vị đó ra, không được tôn giả phải nắm tay vị đó để dùng thần thông đưa cho vị đó ra khỏi. Và từ đó Đức Phật thì nói rằng Như Lai sẽ không có tụng giới với chiến tranh nữa, để trường hợp không lặp lại. Nhưng mà thưa quý vị, cái biết của tôn giả Mục Kiền Liên lượng cũng cái biết, nhưng mà cái biết ít chừng mực. Không nên hiểu rằng tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài Anuruddha, Phạm Thiên Sám Bát Tí là có cái khả năng mà đọc được tất cả tâm tư của Đức Phật. Tâm tư Đức Phật là tâm tư rất là cao rộng, và tâm tư vị chánh đẳng dĩ giác. Bởi vì một cái vị sơ quả có thấu đáo tâm của vị nhị quả cũng thấu đáo tâm quả thấu đáo tâm tứ quả, và một vị tứ quả tinh văn không thấu đáo hết tâm của vị độc giác, và tâm của vị tứ quả tinh văn không thể biết hết tâm của vị Phật toàn giác. Cái này là cái mà chúng ta nói về tâm mà qua cái gọi là trình độ của thánh trí. Bây giờ chúng ta đề cập đến một cái khía cạnh khác là tâm biết cảnh thi thiết và thực tánh. Dạ, thi thiết thực tánh, ở đây cái chữ thi thiết có nhiều khi chúng ta dùng để chỉ cho cái chế định hay là tục đế. Thì khi mà chúng ta nói đến chữ thi thiết hay chế định hay tục đế thì chúng ta cảm tưởng như nó thuộc về cái cảnh giới của tư duy. Dạ, của thi thiết, mình tư duy, mình ngồi, mình chế ra cái này, mình nghĩ cái kia, mình dán nhãn lên cái nọ không. Cái thi thiết và thực tính nó phải như vậy. Dạ. Yeah. Thi thiết nó cũng là một cảnh thật ở đây. Nhưng cảnh thật đó, nó không phải là thật. Nói như vậy nghe nó rất là mối rối. Nhưng bây giờ, hư không vô biên là một khái niệm. Và vô sở hữu là một khái niệm. Khái niệm là khái niệm. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mà gọi là thần tướng, thần tánh, ví dụ như là tâm, thuộc tánh của tâm, sắc pháp, niết bàn, cái đó là thực tính, là paramattha. Dạ. Bây giờ mình nói rằng hư không là vô biên, thì nó chỉ là một cái khái niệm để mà gom tâm thôi, trụ tâm thôi. Thì ở đây chúng ta nên hiểu cái chữ thi thiết, nó không phải là một cái cảnh quyển ảo, quyển hóa, hay là mình nói nhận thức nó biết cảnh sắc, thì cảnh sắc đó là một thực tướng. Dạ đúng, đúng là một thực tướng, đó là cảnh sắc. Tại vì nó về sắc pháp, đó là đối tượng của mắt, thì nó là thực tướng, nó là paramattha, nhưng mà nó chẳng có gì cao siêu về cái thực tướng đó hết. Chúng tôi nhắc là chúng tôi nghe nhiều vị đó, tôi nói rằng mình tu là mình phải nhận chân được sự vật, và tha phung tanh sự thật thế nào biết thế đó. Thật là chỉ có người mà tu mà thấy được cái cảnh chân đế đó thì người đó mới thật sự là liễu chứng, hay là có khi chân đế gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thì chúng ta đừng có bị gạt bởi cái chữ đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế. Thành ra trong một vài trường hợp chúng ta có dịch là hải hộ trì chân đế, nhưng mà cái hộ trì chân đế phải dùng chữ sách giá là hãy tôn trọng sự thật. Chứ chữ chân đế nó không phải là paramattha. Paramattha ở đây tức là tâm thuộc tánh sắc nhị bàn. Tâm nhãn thức, tâm dĩ thức, tâm tỷ thức, tâm tiệt thức là biết cảnh chân đế và biết cảnh thực tính, nhưng mà không có nghĩa là tâm đó nó cao siêu hơn là tâm không vô biên hay là tâm vô sở hữu. Mặc dù vô sở hữu, không vô biên biết về khái niệm, thì về chỗ này chúng ta nên phân cho rõ là cái chữ chân đế hay đệ nhất nghĩa đế ở tại đây nó thuộc về chỉ về pháp bản thể, và bản thể thì nó có cái này cái kia, chứ không phải là bản thể là cao siêu, và cũng không có nghĩa là khi mà nói đến khái niệm mà thi thiết, mà cái thi thiết đó nó lại thấp hơn. Ví dụ như là tức vô biên là tâm biết cảnh thực tính, mà vô sở hữu là thuộc về khái niệm, thì không có nghĩa là cái khái niệm biết cảnh khái niệm thấp hơn là cái thực tính. Chúng ta nói tâm biết cảnh thân tính không có nghĩa là tuệ giác, mà cái tâm biết cảnh thi thiết là biết cảnh hư huyễn, không có trí tuệ, không phải vậy. Cái điểm này thì thật sự nó có quan trọng trong chuyện thắng pháp, nhưng mà rất quan trọng với người học, nhất là những người dùng cái
những cái ý tưởng của thế gian để mà đem ý tưởng thưởng thức mà đem vào đây đó, thì chúng ta rất là dễ cô nhận. Và sau cùng thì thứ gì chúng tôi nhắc điểm là khi mà mình học về tâm biết cảnh, cảnh biết tâm vào thứ năm này đó, thì chúng ta hiểu rằng có những cái tâm mà nó biết cảnh có tính cách là cố định, có những tâm biết cảnh bất định. Thí dụ như tâm nhãn thức thì biết cảnh sắc là cố định, tâm nhĩ thức biết cảnh thinh là cố định, tâm nhĩ thức không thể nào biết một cảnh nào khác ngoài cảnh thinh. Dạ, tâm tỷ thức là biết cảnh khí là nhất định. Nhưng có những tâm á, nó biết nhiều thứ, thứ cảnh như là thí dụ như chúng ta nói tâm đại thiện, tâm thiện dùng giới tình hảo, hay là chúng ta nói biết tâm và khác ngũ môn, có khi biết cảnh sắc, có khi biết tinh khí, bị sụp và nhiều tâm khác. Có những cái tâm thiền, dạ, như là vô sở hữu và thức vô biên, thì nó biết luôn luôn biết cảnh quá khứ là cảnh nhất định, nó biết cảnh chân đế là cảnh nhất định, thì cái bất định và cái cố định là cũng là một điều mà chúng ta để ý. Đừng có xem thường những điểm này, tại vì chúng ta cứ đinh đinh luôn luôn là tâm đó phải biết cảnh đó, cảnh nó phải biết tâm, do tâm đó biết, không phải như vậy. Nó có những trường hợp cố định và có những trường hợp bất định. Khi mà chúng ta học vào trong thánh pháp á, thì mình tạm thời ngưng lại một đêm, ngưng lại cái sự suy nghĩ á, là cái này cao, cái kia thấp, cái này hợp với mình, cái kia không hợp với mình, cái này thích không thích. Giống như mình học lập trình của computer vậy đó. Dạ, hồi trước là vị nào mà học về về những cái ngôn ngữ như là basic, hay là học về ngôn ngữ là COBOL hay là Pilot hay là Virtual C chẳng hạn, khi mà chúng ta học về những cái ngôn ngữ truyền toán khác thì nó cái trình tự nó như vậy, lập trình nó phải như vậy thì học như vậy thôi. Nó không có chuyện gì gọi là cao siêu hay không cao siêu về chúng ta. Dĩ nhiên là mỗi một cái hệ ngôn ngữ computer thì nó lại khác đi, nhưng mà chúng ta không có nên có một cái thái độ mang tính cách cảm tính. Ví dụ mình thích cái này không thích cái kia, nó như vậy thì là như vậy. Thành ra một điểm rất là thú vị khi chúng ta học thắng pháp là chúng ta học trong kinh tạng, nhiều khi trải qua một số các bài kinh ngọn kinh này, bài kinh này hấp dẫn, bài kinh này hay. Ví dụ như chúng tôi hồi còn nhỏ đi học có một thầy rất là thích cái bài kinh Khatikara, dạ, nói về thượng ứng Khatikara. Nhưng mà đụng qua những bài kinh khác như kinh Căn Bột Bản Pháp Môn, thầy nói bài kinh đó tuy là nó là quan trọng chứ đọc nghe chán quá, thì chúng ta không có học cái thái độ đó ở trong thắng pháp. Mà trong thắng pháp là tới đâu học tới đó, và nhất là chúng ta học là hiểu được bao nhiêu, tốt bao nhiêu, và đoạn này không hiểu mình sẽ trở lại. Nhưng mà chúng ta cố gắng gọi là tiếp thu những gì mà chúng ta sẽ tiếp thu được, và nhớ những gì chúng ta sẽ nhớ được. Và đôi lúc chúng ta học bằng cái tâm gọi là tâm bình thản, không có nặng về vui buồn, thích hay không thích, thì nó sẽ có lợi lạc cho sự học của chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được ngưng ngang ở tại đây. Và bạch thượng tọa thiền sư, không biết thượng tọa có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa thiền sư đang ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ tiếp tục cho phần thứ hai là bài giảng ngày hôm nay. Sau đó thì nếu có thì chúng ta sẽ thảo luận. Không biết thượng tọa thiền sư có ở trước máy và có nghe được không? Chừng như thượng tọa thiền sư hiện không có mặt ở trước máy, thượng tọa Tuệ Quyền ấy, thượng tọa Tuệ Quyền có thể nói cho vài điều trước khi chúng ta, nếu không có thượng tọa thiền sư thì chúng ta thảo luận không. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tuệ sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Dạ, kính thỉnh thượng tọa thiền sư hoan hỷ giảng cho phần tiếp theo. Kính thỉnh thượng tọa.
Anh Namo Buddhaya. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Tăng chúng. Kính thưa quý vị, thực ra khi mà chúng ta học thắng pháp tùy theo cái duyên của mỗi người, khi mà chúng ta nghe học, chúng ta học mà chúng ta nghe giảng về pháp, về chi pháp, rồi chúng ta mới suy nghĩ tại sao nó lại như vậy. Khi chúng ta suy nghiệm rồi, những cái chỗ nào mà chúng ta thắc mắc, chúng ta nghĩ không ra đó, chúng ta nghiệm không ra, lúc đó chúng ta hỏi, thì chúng ta sẽ nhớ dai, nhớ nhiều. Cũng như khi mà chúng ta học về cảnh, nếu mà chúng ta nói nó khó thì cũng khó, nhưng mà còn dễ thì cũng dễ, chứ không phải là hoàn toàn khó. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta cứ nghe xong, chỉ nghe thôi, thì sau đó bu ra chúng ta không có nhớ được cái gì. Cho nên ở đây, ngoài cái việc nghe thì chúng ta phải có một cái hệ thống để chúng ta tóm lại mà chúng ta biết. Thì ở đây trước nhất thì là chúng ta cần phải hiểu cảnh mà được nói trong thắng pháp đó, tức là đối tượng của nhận thức, chỉ thức, tỉ thức, thiện thức, thân thức và ý thức. Nói cách khác là cảnh là đối tượng sở tri của tâm, tâm biến cảnh. Rồi từ cái ý nghĩa là đối tượng sở tri của tâm, chúng ta mới học qua đến cảnh tóm tắt, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh đi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chúng ta chỉ nắm tóm tắt như vậy thôi. Bởi vì ở trong cái tạng khi mà trình bày về cái pháp môn tu tập như là quán về nội xứ và ngoại xứ, thì sáu nội xứ là sắc, là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, thân xứ và xúc xứ và pháp xứ, thân xứ và pháp xứ và ý xứ. Rồi sáu ngoại xứ tức là sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ.
thì nhãn xứ nó đối chiếu với sắc xứ là cảnh sắc, nhĩ xứ nó đối chiếu với tình xứ, thị xứ đối chiếu với khí xứ, thiệt xứ đối chiếu với vị xứ, thân xứ đối chiếu với xúc xứ, ý xứ đối chiếu với pháp xứ. Chúng ta nắm như vậy. Và khi mà chúng ta đã nắm được cái đó rồi thời chúng ta mới tìm hiểu thêm cảnh nó hẹp và cảnh nó rộng. Thì ở đây ngoài sáu cảnh nó ra đó thì chúng ta có, nếu mà chúng ta triển khai rộng thì nó thành ra có tới 21 cảnh ngoài sáu xứ, ngoài sáu cảnh đó, tức là sáu ngoại xứ. Thì nhà thì sắc thân khí bị xúc, có trường hợp chúng ta gom lại chúng ta gọi đó là pancharamana, tức là cảnh ngũ. Hay là pancharamana tức là cảnh ngũ gồm bộ năm, gồm cái đó nó thuộc về sắc thô, cảnh xứ thô. Khi mà chúng ta nói đến cảnh ngũ là không bao giờ chúng ta ghép cảnh pháp vào trong đó, bởi cảnh pháp nó thuộc về, nó thuộc về tế, vi tế, sukhuma. Còn nói cảnh ngũ tức là sắc thinh khí vị xúc, đó là thuộc về thô, cảnh thô, ô gọi là ô la rít ác, là cảnh thô. Hay nói khác là cảnh ngũ nó là đối tượng của năm giác quan, đối tượng của năm giác quan về cảnh ngũ. Thì chúng ta đến đi. Rồi ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến những pháp về phương biến bức định lĩnh vực thì có dục giới, có đau đại. Có niết bàn. Thì chúng ta có cảnh dục giới, cảnh đau đại, cảnh niết bàn. Và nếu mà chúng ta nói trên phương diện danh sắc thì chúng ta có cảnh danh pháp, có cảnh sắc pháp, nó thuộc về tức nhân quẩn hay là sắc quẩn, rồi cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Rồi chúng ta nói thì cái lớn nữa là cảnh chân đế, cảnh tục đế, cảnh chế định. Thì như vậy chúng ta đã nắm được những cái phần chủ yếu đó, chúng ta mới tính ra cái cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, rồi có cảnh ngoại thời. Cái gì như là niết bàn, với tục đế thì nó không thuộc về quá khứ, không kể, không nên kể là hiện tại, không nên kể là vị lai, thì cái đó là ngoại thời. Còn sắc thọ tưởng hành thức thuộc cái thì gọi là cảnh nội phần. Mà ngoài cá nhân này thì gọi là cảnh ngoại phần.
được gom lại của cảnh nội ngoại Phật. Thì chúng ta học theo cái cách đó, chúng ta không có nên học thuộc lòng, mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm để xem coi nó có những cái cặp đối xứng như thế nào thì chúng ta dễ. Ví dụ như chúng ta nội chúng ta có những cái cặp đối xứng hay là những cái cảnh đối xứng. Ví dụ như nói về, chúng ta tạm gọi là cái khái niệm về thời gian, thì chúng ta có cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai. Rồi có một trường hợp không thuộc khái niệm thời gian, đó là cảnh ngoại thời. Còn nếu mà chúng ta tạm nói về cái khái niệm, cái ý niệm về không gian đó, chúng ta tạm thôi, chứ còn cái này không phải là ý niệm không gian tuyệt đối. Thì nói về nội phần, tức là bên trong, ngoại phần là bên ngoài, và có nội ngoại phần, có cảnh nội ngoại phần. Thì đó là chúng ta có hai khía cạnh. Còn khi mà chúng ta nói đến cái khía cạnh về vũ quẩn, thì chúng ta phần vũ quẩn nó theo danh sắc. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói cảnh danh pháp đó, thì chúng ta gồm có danh pháp hữu vi, danh pháp vô vi. Rồi cảnh sắc pháp là chỉ cho sắc quẩn. Thì có đó cũng là một khía cạnh. Một khía cạnh mà chúng ta nói trên phương diện địa phức hay lĩnh vực phú quý, thì có dục giới, có đạo đại, hay là có pháp, hay là cảnh niết bàn. Còn chúng ta nói trên phương diện tổng trì pháp thì chúng ta có pháp chân đế, có cảnh chân đế và cảnh tục đế. Chúng ta cứ tán nhuyễn ra như vậy đó, thì tự nhiên là chúng ta sẽ nắm bắt được, chúng ta sẽ nhớ được cũng dễ. Cho nên khi mà chúng ta học về cảnh á, thì chúng ta có đi từng bước để chúng ta hiểu. Và như trong bài học ngày hôm nay đó, thực ra thì trong chính cái điểm hay là chính khía cạnh hay là chính vấn đề mà được trình bày trong bài học này, đến khi mà chúng ta học về tâm biết cảnh, lúc đó chúng ta có thời gian để chúng ta giải thích tại sao tâm đó là biết cảnh đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ rõ về chính khía cạnh này. Tất nhiên khi chúng ta học về tâm biết cảnh là chúng ta phải biết trường hợp tại sao tâm biết cảnh đó đại đó lại là một tâm khác, hoặc là cái tâm thức vô biên phi tưởng phi tưởng, trong khi những tâm đấu đại khác là tâm đấu đại mà không biết cảnh đấu đại. Thì ở chỗ này khi chúng ta học về tâm biết cảnh thì chúng ta sẽ được nghe giải thích tường tận cái đó qua cái điểm này. Rồi nếu là tâm biết cảnh qua sáu môn cũng vậy, chúng ta một là chúng ta nói trực tiếp
cảnh đó, đó là đối tượng của nhất định của tâm nào và bất định của những tâm nào. Thí dụ như cảnh sắc, đó là đối tượng trực tiếp của tâm nhãn thức. Ở tâm nhãn, hay tâm nhãn thức đều là biết nhất định, biết cố định. Ngoài ra thì 44 tâm dùng ý thức giới, những cái tâm đó nó vẫn biết được cảnh sắc, hay tâm thân cũng biết được cảnh sắc, thì nó là bất định. Thì như vậy những tâm nào mà nó sanh khởi ngang qua lộ nhãn môn gì thì nó đều biết cảnh sắc. Những tâm nào sanh khởi ngang qua lộ nhĩ môn thì biết cảnh thinh, trong đó đương nhiên là cái chặn là nhãn thức, nhĩ thức là biết bất định, biết nhất định. Còn những chặn khác thì nó biết bất định. Thì chúng ta phải hiểu việc thì phần này, khi mà chúng ta học về, chúng ta về học về tâm biết cảnh thì chúng ta sẽ cũng sẽ được giải thích. Rồi những cái trường hợp chẳng hạn như đối tâm biết cảnh qua chức năng, thì thưa quý vị, ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là có những tâm nó biết cảnh do cái khả năng xử lý, nhưng mà cũng có những tâm biết cảnh, cái trường hợp đó là trường hợp chẳng đặng đừng, hay là trường hợp phải là như vậy. Thí dụ như cái lỗ tâm ý mô mà biết cảnh niết bàn, thì thật sự biết cảnh niết bàn phải là những cái tâm động lực hợp trí mới biết cảnh niết bàn được. Trong khi đó tâm khai ý mô vì nó là mở đầu cho cái lộ tâm ý môn đó, cho nên nó gọi là biết cảnh ăn ké. Nó biết lại cảnh ăn ké. Cũng giống như một người mà đi dự tiệc, tất cả mọi thực khách được mời đến thì gọi là đi dự tiệc. Nhưng mà những người chịu trách nhiệm tiếp đãi thì người đó ở trong cái buổi tiệc đó cũng được xem như là có mặt ở trong buổi tiệc, có mặt ở trong buổi tiệc. Còn cái việc mà có ăn hay không ăn thì cái chuyện đó hạ hồi phân giải. Chứ còn khi mà nói đến buổi tiệc thì cái thực khách cũng gọi là người đến buổi tiệc. Thực khách ở đây chỉ cho những cái tâm động lực, và cái người mà đứng chiêu đãi đó trong cái bữa tiệc đó, người đó cũng giống như tâm khai y môn vậy đó. Nó biết cảnh với bạn, không phải là nó biết cảnh một cách rốt ráo như là tâm động lực học trí. Nhưng mà tại vì cái vai trò của nó là trò của một người, vai trò khai mở lưỡi, cho nên phải biết vậy thôi. Đó là trường hợp thứ ba. Còn ví dụ như trường hợp thứ tư đó, khi mà chúng ta nói đến tâm biết cảnh qua sự có mặt của trí tuệ đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng có những thứ cảnh
Mà nếu như không phải là tâm hợp trí, tâm động lực hợp trí thì không thể nào mà quán tri được, không thể quán tri được cảnh đó. Có những thức cảnh đặc biệt như vậy thì như cảnh Niết Bàn chẳng hạn, thì phải do cái tâm hợp trí mới có thể biết được, chứ còn cái tâm lý trí thì không thể biết được. Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì tâm hợp trí, tâm lý trí hay là tâm vô danh thì đều biết cảnh hết. Nhưng mà riêng về cảnh Niết Bàn thì phải là tâm tâm hợp trí, ngay cả cảnh đau đại cũng phải là tâm hợp trí mới biết được. Rồi những cái tâm thiện chứng thì nó biết cảnh ở cái lĩnh vực khác, đó là biết cảnh địa ngục, biết cảnh địa ngục tu tập. Chứ ngoài cái cảnh địa ngục có ra đó thì nó không có phận sự để biết cảnh khác được. Và cũng tùy theo địa ngục, đề mục của bậc thiền nào thì tâm của tâm thiền theo bậc đó biết được, còn cái đề mục cao hơn nữa thì không cần phải biết. Cũng giống như là khi mà học chữ cái A B C đó, thì đó là cái môn học của cái lớp mẫu giáo, mà khi lên tới đại học thì không cần phải học ABCD vân vân, không cần phải học, bởi vì họ đã vượt qua được cái đó rồi. Cho nên hễ cái tâm dục giới là những cái tâm bình thường thì nó sẽ biết cảnh, cái gì cũng biết. Còn khi mà cái tâm thiền chứng hay là cái tâm sát trừ phiền não như tâm siêu thế chẳng hạn, đó là những cái tâm đặc biệt, cho nên nó biết cảnh, phải biết cảnh hạn chế. Chúng ta cũng ví dụ như là một người lao động, gọi chung là người lao động chân tay đó, nhưng mà người này không có một cái sở trường đặc biệt, không có cái nghề nghiệp đặc biệt gì, chuyên môn nào, không có nghề gì chuyên môn, không có sở trường đặc biệt, thì người đó gọi là lao động chân tay, là đi làm thuê, ai mướn cái gì làm cái đó. Nhưng mà đối với người mà họ có cái nghề nghiệp chuyên môn thì lúc bây giờ chỉ mướn họ làm cái công việc đó thì họ mới làm được, còn những công việc khác thì họ không làm, họ không làm được. Tại vì họ có nghề chuyên môn, họ chỉ làm theo nghề chuyên môn của họ thôi. Cũng như cái tâm thiền chứng thì nó là tâm chuyên môn, tâm siêu thế là cái tâm chuyên môn. Cho nên tâm chuyên môn thì phải biết cảnh đặc biệt, chúng ta phải hiểu được. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm mà biết cảnh qua năng lực siêu nhiên thì ở đây tức là chỉ cho cái tâm tâm dự trí Abhinnya, tức là hay là chúng ta gọi tâm thông. Thì tâm thông thì có thể biết được hết tất cả tâm, tất cả cảnh có tha tâm không biết được. Nhưng mà chỉ có trường hợp thí dụ như là cái hạng thánh, hạng thánh bậc nào thì chỉ biết tâm của vị khác, biết trình độ đạo quả của vị khác bằng mình hoặc là thấp hơn mình, nhưng mà không thể biết trình độ của bậc cao hơn. Thí dụ như một vị tu đà vương thì có tha tâm thông chỉ biết được người khác, nhưng mà không biết được một vị trình độ của một vị cao hơn. Tuy vậy, nó cũng có vấn đề là
Như ngày xưa tại cái ngôi làng Matugama có bà tín nữ kia mới đắc A-la-hàm thôi, ở cái thân tông thông. Bà lo hộ độ cho chư tăng. Khi mà có 60 vị tỳ kheo đi du phương ghé ngang qua cái ngôi làng của bà, thì bà là người có uy tín ở trong làng. Bà có một cái khu đất rộng rãi và xây dựng cái ngôi chùa gần với nhiều tỉnh thất để thỉnh các vị vào ăn cư kiến hạ, ăn cư mùa mưa đó. Thì gần tới ra hạ bà mới dùng tha tâm thông suy nghĩ xem các vị đại đức ở trong trú xứ của ta đã chứng được đến tận đạo quả nào rồi, thì lúc bây giờ bà mới thấy rằng các vị chưa chứng được đạo quả do những vật thực không thích hợp. Asapaya ahara aharas asapaya, cho nên qua ngày hôm sau bà chuẩn bị vật thực chu đáo lại, tức là bà cúng dường tùy theo cái cơ địa của mỗi vị thích hợp với món ăn mặn ngọt cay chua như thế nào tùy theo. Nhờ cái vật thực thích hợp cho nên các vị tỳ kheo đã thọ dụng và khỏe ra, các vị mới tu hành chứng A La Hán. Lúc đó bà biết được rồi, khi mà một vị tỳ kheo khác nghe các vị tỳ kheo này về thuật lại cho Đức Phật, vị tỳ kheo nó mới trở về cái tỉnh thất đó ở tại Matugama, và cũng được bà tín nữ này hộ độ đúng theo như ý muốn của vị đó, bởi vì bà có tha tâm thông. Và cho đến khi bà bán xét vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo này cũng đắc được đạo quả và có tận thông, mới nhìn về quá khứ, thấy ở trong quá khứ cái sự liên hệ giữa bà tín nữ này với mình, và có kiếp bà đã phạm tội, thì bà tín nữ này bà dùng thần thông, bà dùng tha tâm thông biết được như vậy, bà khuyên hãy quán tiếp. Thì quán đến cái kiếp sau nữa thì mới thấy tỏ rõ là bà có cái sự trung thành và bà hy sinh cho chồng tôn vật, thì vị tỳ kheo đó mới có sự quan hỷ và vị đó mới an lòng và tiến tu đến đạo quả là hàng tôn vật. Thì những trường hợp đó thì chúng ta nên biết rằng là vẫn có thể là các vị đó không biết được ngay chính tâm siêu thế của vị này, đạo quả của vị này, nhưng mà biết được cái tâm dục giới của vị này. Người ta chỉ cần nhìn cái tâm dục giới là người ta biết được. Thí dụ vị A-la-hàm có tha tâm thông, mặc dù không biết được cái tâm tứ đạo tứ quả của vị A-la-hán như thế nào, mạnh bề tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền như thế nào không biết, nhưng mà nhìn vào cái tâm dục giới thấy rằng cái tâm động lực của vị này, tâm trong quán áp của vị này là tâm kinh gia thích tác, là tâm tố, thì tự nhiên là người ta nhận thức được cái trạng thái tâm tố đó, và người ta biết đây là vị A La Hán vân vân. Thì cái chỗ này còn hơi chi tiết chút xíu, các vị phải chú ý, chứ không phải nói là bậc này với tâm của bậc khác được, không biết tâm của bậc cao hơn. Thí dụ như một vị Tinh Văn hay là một vị Chư Thiên, một vị Phẩm Thiên đâu có biết được cái trình độ
nhất thiết chủng trí của Đức Phật đâu có biết được cái tâm đạo quả của Đức Phật đại trí đâu. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn đã khởi lên một cái ý nghĩ, một cái tư tưởng, phạm thi sam bát thí đọc được cái tư tưởng đó, thấy rằng Đức Thế Tôn đang không muốn đi hoằng pháp, không muốn thuyết pháp, bởi vì ngài đã suy nghĩ giáo pháp này thật là thâm sâu vi diệu, khó lĩnh hội, mà chúng ta phần là có bụi trời ở trong mắt, tức là có phiền não nhiều, cho nên không lĩnh hội được. Nếu người ta thuyết pháp mà họ không hiểu thì chỉ làm cho vất vả, cho nhọc nhằn thôi, cho hoài công thôi. Rồi lúc đó Phạm Thiện Sam-pa-tí hiểu được tâm Đức Thế Tôn, liền hiện xuống và thỉnh cầu về đi hoằng pháp, vân vân. Những cái trường hợp đó thì chúng ta phải hiểu rằng là dù cái bậc thánh thấp có tha tâm thông, không hiểu được cái tâm đạo quả của cái bậc cao hơn mình, nhưng mà vẫn hiểu được cái tâm dục giới của những cái bậc cao hơn mình. Như trường hợp này quý vị phải chú ý chút xíu. Rồi giờ nếu mà chúng ta không hiểu vậy thì chúng ta cứ nói rằng chúng ta học ở đây vậy, rồi chúng ta đọc ở trong kinh tạng chúng ta gặp những trường hợp mà ngay cả chư thiên, Phạm Thiên hay là Ma Vương khi biết được tâm của Đức Phật suy nghĩ như vậy thì liền hiện ra, vân vân. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có sự thắc mắc nữa, cho nên chúng ta nói trước. Biết ngay cái trình độ đạo quả thì không biết, nhưng mà biết được cái suy nghĩ của vị đó, suy nghĩ của bậc thánh đó về ở tâm dục giới thì vị đó biết, chư thiên đó biết, thần thông đó biết. Rồi bây giờ chúng ta nói tâm biết cảnh qua trình độ thánh trí. Cái trường hợp này thì chúng tôi đã giải thích cho quý vị nghe rồi, là hai cái khía cạnh tâm biết cảnh qua năng lực siêu nhân nhiêu siêu nhiên của tâm dự trí. Có cái trường hợp tâm biết cảnh qua trình độ thánh trí, thì hai cái này chúng ta gom chung lại thành một được. Có cái trường hợp tâm biết cảnh chân đế và biết cảnh tục đế, hay cảnh thi thiếu và cảnh thực tính, thì cái pháp chế định nó có trường hợp tâm biết cảnh chế định được. Ở đây chúng ta chú ý có những trường hợp tâm chỉ chuyên môn biết cảnh chế định, như là tâm thiền sắc giới chẳng hạn, và tâm chuyên môn biết cảnh siêu thế, biết cảnh chân đế, như là ngũ sở thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì chỉ biết cảnh chân đế thôi. Biết cảnh thuần thực tính, cảnh sắc, cảnh thanh, khí, bình định, cảnh xúc, hay là tâm siêu thế chỉ thuần biết cảnh nếu bàn như vậy, hay là ba tâm không vô biên, thức vô biên, thì biết cảnh chân đế, tức là biết cảnh cũ là cái tâm không vô biên xứ, biết cảnh cũ là cái tâm vô sở xứ, như vậy thì được. Cho nên có những tâm chuyên môn biết cảnh chân đế, nhưng mà có loại tâm nữa là cảnh nào cũng biết, như là tâm động lực dục giới chẳng hạn, thì cảnh nào cũng biết, ngay cả cái động lực bất thiện nó biết tới 20 cảnh trừ ra cảnh niết bàn, còn 20 cảnh kia nó biết hết, tức là tục đế, chân đế, hay là cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nó biết hết, biết luôn cả chế ngoại thời nữa. Cho nên ở đây
Để chúng ta phải hiểu về một trường hợp với cảnh cố định và nhất định và bất định, thì ở đây chúng ta phải hiểu cũng có những trường hợp tâm biết cảnh đó chuyên môn, tâm nào chuyên môn biết cảnh chế định thì tâm đó là biết cảnh đó cố định. Chuyên môn biết cảnh chân đế, hãy nó có chuyên môn mà nó cố định. Còn tâm nào mà nó biết cảnh đó không chuyên môn thì đó là biết cảnh bất định. Chúng ta nhận hiểu qua như vậy đó thôi. Chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị một vài điểm thôi, bây giờ còn 15 phút nữa thì tỉnh thương tội rất nặng cho câu thảo luận. Và thỉnh thượng tọa Tây Nguyên chúc tiếp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ bạch thi tạ từ xíu, xin thượng tọa trả lời cho một câu rồi thì là đi nghỉ. Bạch thi tạ từ xíu, ví dụ như là đối với những người đi một casino là đất nước lửa gió chẳng hạn, thì người ta nghĩ rằng ồ cái mấy cái này là thực tính pháp mà. Cảnh sắc là thực tính pháp, nhưng mà tại sao mà những cái điều như là cái sinh thì lại không có mà ở trong thiền chúng ta gọi là cảnh khái niệm, thì thượng tọa Hoàng Hỷ giải thích thêm một điểm này rồi thượng tọa đề nghị cái thượng tọa. Chúng tôi vẫn chưa hiểu thượng tọa muốn hỏi cái ý nghĩa nào. Thượng tọa có thể ghi một cái tóm tắt lên trên màn hình. Kính bạch chúng ta, kính thưa quý vị, câu hỏi rằng tại sao có những thiền xứ như là hơi thở hoặc là địa ngục bất mỹ lại là khái niệm thi thiết, thì ở đây tất cả những cái ngôn từ để chỉ cho cái hơi thở, cái ngôn từ để chỉ cho các cái thể trường trong thân, tất cả những cái ngôn từ đó, thí dụ như hơi thở dài ngắn, thì cái đó là thi thiết. Hoặc là như trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơm, xương, tủy, thận, vân vân. Cái đó là những cái ngôn từ giả lập, thi thiết chế định để gọi. Thực chất thì tóc, lông, móng, răng, da, tình gương, xương, tỷ tận, tiêm gan, phổi, nó chỉ là đất nước, lửa, gió và sắc y sinh thôi.
Nhưng mà mình đặt tên cho nó, đây là đất nước lửa gió này, mình đặt tên là đất gọi là tóc kê sa. Đất nước lửa gió này mình đặt tên là Loma, là Long. Đất nước lửa gió ở hai đầu móng tay, ngón tay ngón chân đó thì gọi là móng. Đất nước lửa gió ở trong miệng dùng để cắn nhai thì cái đó chúng ta gọi răng, vân vân. Thì như vậy những cái từ mà để gọi cho các cái món bất tịnh đó, món thể trường đó thì chúng ta gọi là thi thiết, gọi là giới định. Ngay cả cái thiền án tu tập về tha tú của bất tha ná, tha tú của bất tha ná tức là phân định bốn đại, phân định bốn đại như là địa giới, đất, thủy giới, nước, phong giới, gió, quả giới, lửa, đất nước lửa gió. Phân định như thế này nếu như mà nói rằng trong thân này cái gì có cái chất cứng thô phù như là tóc, lông, bóng, răng, da, thịt, cơ, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, vật thực mới ăn vào, phẫn, 20 thể đó gọi là đất, cái đó cũng là chế định thôi. Rồi trong thân này cái gì mà nó có là thuộc tánh lỏng, thẩm thấu, dễ chảy như là mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước nhớt, nước tiểu, mỗi đập chỗ da vân vân, thì cái đó thuộc về nước. Thì nếu mà phân định bốn đại đất nước lửa gió theo cái kiểu là phân định 20 thể đất, 12 thể nước, 60 thể 6 thể gió, 6 thể, 8 thể lửa, 6 thể gió, thì trong trường hợp này đó thì được gọi là, vẫn gọi là thi thiết, gọi là chế định. Chỉ khi nào mà tu tuệ quán mà nhìn cái thân này thấy danh và sắc, chỉ thấy danh và sắc thôi, thì trong trường hợp đó mới gọi là thấy cái pháp trường đế, thấy pháp trường đế. Thí dụ như cũng là hơi thở ra, hơi thở vào, nhưng mà nhận xét cái gọi là vayu, tức là cái chất gió nó chuyển động, nó đi vào cái ngõ mũi. Nhưng mà trong mũi đó, khi mà nói đến chữ mũi là cũng chế định, nhưng mà đến khi nhận thức qua cảm xúc, cảm thọ và thức, cái gì biết được cái hơi thở ra vào, cái đó gọi là danh. Mà khi cái đất nước lửa gió nghe gọi là cái mũi đó, tức là đất nước lửa gió này nóng hoặc lạnh do cái hơi thở, do hơi gió đi vào, thì cái đó nhận thức là sắc. Thì nhận thức danh sắc qua hơi thở như vậy đó thì gọi là biết chân đế, biết cảnh chân đế. Chúng ta sẽ ghi nhận mấy cái đó.
Còn những cái thị xứ hơi thở, nếu mà chúng ta cứ lấy theo cái danh từ thôi, thì cái này lấy danh từ mà gọi mà đặt tên đó, thì để gom tâm được thì cái này cũng chỉ là cái cảnh thi thiết, cảnh chế định. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng như vậy. Còn 5 phút nữa xin thượng tọa Quang Hỷ. Sao thủ cái trình thượng tọa thầy siêu. Cảnh thứ độ của thầy siêu đi nghỉ. Chú ý Phật tử, chúng tôi xin được nói một điểm như vậy là ở trong bài học này chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để mà lặp đi lặp lại. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta nói về những cái phương diện cần lưu ý khi nói đến tâm và cảnh, cảnh và tâm. Thì ngày thứ năm này khi mà chúng ta có những con số nhất định thì một lần nữa chúng ta sẽ nói, nhưng mà ở đây tại vì có nhiều điều mà chúng ta phải giảng thêm thì có lẽ như là chúng ta đi lạc đề, nhưng thật sự không lạc đề. Bây giờ chúng tôi muốn cố nhắc cái gì mục tiêu mà thì tòa từ siêu vừa đề cập, mà có lẽ là một vài vị không có để ý. Đây là điểm mà nó rất là tế nhị, có nhiều khi nó trong đường tơ cả tóc mà chúng ta không có thấy rõ, không nhận rõ. Ví dụ như bây giờ chúng tôi nói mình nhìn thấy một cái tòa nhà, mình gọi cái đó là ốc. Tòa nhà, cái cảnh đập vào trong mắt mình là cảnh thật. Đó là thật đấy. Nhưng mà khi mình đặt đó là đây là một cái biệt thự, đây là một villa, đây là tòa thị chính, đây là tòa bạch ốc, thì cái đó nó thuộc về khái niệm. Nó thuộc về khái niệm. Khái niệm ở đây chúng ta là thi thiết hay là tục đế. Bởi vì trên phương diện chân đế đó thì nó rất là khác hẳn với những cái điều mà chúng ta gọi là những cái attribute, những cái thuộc tính mà nó liên hệ đến cái sự vật. Chúng ta nói rằng đây là một cái tòa nhà đẹp hay tòa nhà xấu, hay là một tòa nhà của chính quyền, một cái công sở, hay là một cái tư gia, vân vân, thì cái đó là về thi thiết hết. Và mình phải cần, và quý vị nói, ủa sao cái nhà mình gọi là công sở hay tư gia nó là cảnh thật mà tại sao nó là chế định? Chế định nó cũng là một sự thật nha quý vị. Nhưng mà cái sự thật của thế tình, do đó chúng ta là tục đế, chứ không phải khái niệm thi thiết mà nó là giả. Đừng nghĩ khái niệm là giả. Có nhiều vị học mà cứ nghĩ rằng chân đế, tục đế là chúng ta nói về cảnh thật và cảnh giả. Không phải. Chân đế là thật của thật, còn tục đế là thật của thế tình. Cái này là cái mà chúng ta phải, và chúng ta phải lưu tâm rất là nhiều. Thì những cái hình ảnh như đất nước, lửa gió, xanh vàng, đỏ trắng, một khi mà những vị tu tập ngay cả hơi thở đó, mà mình quan sát, mình theo dõi, hay là mình nhìn vào Kasina, mình nhìn vào những cái thiền cảnh này đó, và nhìn những thiền xứ này đó, thì chúng tôi thưa quý vị rằng lúc chúng ta nhìn nó là nhìn cảnh thật. Nhưng mà khi mình nói ồ đây là màu xanh, đây màu đỏ, màu trắng, màu vàng là do cái màu mà chúng ta nhìn đó. Nhưng một khi mà vị đó đã thể nhập vào trong cái thiền tâm rồi đó, tâm thiền rồi đó, thì từ cái tự tướng đoan tướng đó, thì nó không phải là cảnh sắc được. Mặc dù nó mượn màu sắc mà chỉ gọi là thiền sắc giới, nhưng mà nó không còn là cảnh sắc nữa. Và nó không còn, dạ, những điều này nó không còn là cảnh của thực tướng nữa. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là có một nhà thơ, họ mô tả lại nhà tôi có dọn mồm tơi. Nhà tôi có dọn mồm tơi thì cái nhà và dọn mồm tơi đó nó cũng có thật chứ. Nhưng mà khi đem vào trong thế giới thơ đó, thì
nó lại mang một cái biểu cảm khác, nó mang một tính chất khác. À, tại sao bình thường với bồn tơi nó không giống một bồn tơi của tông thi sĩ? Ở đây chúng ta nói rằng nó có những cái cảnh giới thực mà nó chỉ là bắt cầu thôi, và đi qua cái đoạn cầu đó đó thì cái còn giữ lại trong tâm cảm nó chỉ là cái ấn tượng giữ lại. Mà khi chúng ta học vào tâm thiền chúng ta tự tướng quan đức. Bởi vì về việc này đó thì ở trong tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới thì chỉ có ba tâm thiền tức vô biên và ba tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng là biết cảnh chân đế và biết cảnh thực tướng, còn lại tất cả đều biết cảnh gì thế. Thì hết giờ rồi, chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào buổi thứ năm. Chúng ta xin trường Phật học của Đà Đàm ngày mai này chú ý, chúng ta sẽ trở lại với giáo trình trung bộ của Thiền Tổ Hợp Năng. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô. Giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ, của Đức Thế Tôn. Kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích